Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước tiếp tục giảm. Chi tiết sẽ có ngay sau đây. Tính từ 16 giờ ngày 16 tháng 4 đến 16 giờ ngày 17 tháng 4, Việt Nam ghi nhận thêm 14.660 ca mắc COVID-19 mới. Trong ngày có thêm 5.472 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có thêm 10 ca tử vong được ghi nhận. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 10.432.547 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 8.936.846 ca. Hôm nay, tỉnh Hà Nam triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đang sống và học tập trên địa bàn. Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh Hà Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng vận hành để triển khai tiêm phòng COVID-19 cho trẻ. Theo thống kê, tỉnh Hà Nam có hơn 101.600 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó có hơn 24.500 trẻ đã mắc COVID-19. Tỉnh đầu phấn đấu 95% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19. Hộ chiếu điện tử vaccine cho người dân chính là điều kiện thuận lợi để thực hiện việc đi lại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Đồng thời đây cũng là điều kiện thúc đẩy phía nước ngoài công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam, có phần quan trọng trong việc triển khai chính sách phục hồi kinh tế xã hội, tháo gỡ nhiều nút thắt gây ra bởi đại dịch COVID-19. Phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Lương Thanh Quảng về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trên cơ sở trao đổi, thuyết phục với các đối tác, cho đến nay Việt Nam cũng đã đạt được việc công nhận chính thức với 19 quốc gia, cho dù ta chưa ban hành hoàn chỉnh phương thức xác thực đối với hộ chiếu vaccine điện tử. Các nước này gồm có Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Maldives, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Sri Lanka, New Zealand, Singapore, San Lucia, Iran, Indonesia, Malaysia. Vừa qua, trên cơ sở phối hợp cùng các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Ngoại giao cũng đã tiến hành trao đổi và nộp hồ sơ đề nghị Liên minh châu Âu công nhận hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam. Nếu được công nhận, hộ chiếu vaccine của Việt Nam đáp ứng các tiêu chí về vaccine sẽ được công nhận tại 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và khoảng 33 quốc gia ngoại khối. Nhiều nước, mặc dù không thông báo chính thức, nhưng trên thực tế là cho phép người có hộ chiếu vaccine Việt Nam được nhập cảnh, ví dụ như Thụy Sĩ, Phần Lan, Ba Lan. Trong khi đó thì một số nước đã gỡ bỏ hạn chế nhập xuất cảnh gần như hoàn toàn, không bắt buộc người nhập cảnh phải có hộ chiếu vaccine, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, cũng như các quốc gia lãnh thổ không công nhận hộ chiếu vaccine của bất kỳ đối tác nào thì họ tiếp tục duy trì chính sách hạn chế nhập xuất cảnh để phòng chống COVID-19. Cục lãnh sự cũng đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác nước ngoài để tổng hợp thông tin cập nhật liên quan đến vấn đề này đối với công dân Việt Nam. Ông Lương Thanh Quảng cũng chia sẻ thêm với phóng viên về các khó khăn gặp phải trong quá trình đàm phán trao đổi với phía nước ngoài để công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Trong quá trình đàm phán trao đổi thì một số nước băn khoăn và đặt câu hỏi với chúng tôi về cái tình hình triển khai trên thực tế, về cơ chế xác thực loại giấy tờ điện tử này khi người dân chưa được cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Nước cũng có cái chính sách rất là ngặt nghèo đối với chủng loại vaccine được chấp nhận. Ví dụ, họ chỉ chấp nhận các cái loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Hộ chiếu vaccine chỉ có thể phát huy tối đa công dụng khi nó được cấp phát trong quá trình hợp tác giữa các quốc gia, trước hết là trong việc phân bổ vaccine bình đẳng. Như vậy, trong thời gian ngắn tới đây, hộ chiếu vaccine sẽ có ý nghĩa trong phạm vi giữa một vài quốc gia và sẽ cần thêm thời gian để hộ chiếu vaccine đạt được sự công nhận rộng rãi hơn.